Trong video hôm nay, chúng tôi sẽ xem xét một chủ đề vô cùng quan trọng cho ngành công nghiệp gỗ, các tình huống nguy hiểm trong ngành gỗ. Đây là một chủ đề mà tất cả những người làm việc trong lĩnh vực này cần phải quan tâm. Phần 1, điều quan trọng về an toàn. Trước khi chúng ta khám phá các tình huống nguy hiểm cụ thể, hãy nhớ rằng an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn mà còn đến sự thành công của doanh nghiệp của bạn. Hãy đảm bảo bạn và đồng nghiệp của bạn luôn tuân thủ các quy tắc an toàn, sử dụng đồ bảo hộ đầy đủ và đúng cách, và thực hiện kiểm tra an toàn thường xuyên. Phần 2. Sử dụng máy móc không đúng cách. Một trong những tình huống nguy hiểm phổ biến trong ngành gỗ là sử dụng máy móc không đúng cách. Điều này có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong. Chúng tôi sẽ thảo luận về cách sử dụng máy móc một cách an toàn và những quy tắc cơ bản cần tuân thủ, bao gồm việc kiểm tra và bảo trì máy móc định kỳ. Phần 3. Xử lý vật liệu nguy hiểm. Ngành gỗ thường xử lý nhiều loại vật liệu nguy hiểm, chẳng hạn như hóa chất và vật liệu dễ cháy. Nếu công việc yêu cầu sử dụng hóa chất, hãy luôn sử dụng những loại hóa chất được phê duyệt và được lưu trữ đúng cách, tránh việc kết hợp các loại hóa chất mà không có kiến thức cụ thể về tác động của chúng lên nhau. Đảm bảo bạn luôn hiểu rõ các biểu ngữ và chỉ dẫn trên nhãn của hóa chất và luôn sử dụng đồ bảo hộ cá nhân phù hợp như găng tay, áo choàng chống hóa chất và khẩu trang bảo vệ. Lưu trữ gỗ và vật liệu dễ cháy ở nơi thoát hiểm an toàn và tránh chúng khỏi các nguồn nhiệt, lửa hoặc hóa chất. Đảm bảo không có các vật dụng như cây móc, dây điện hoặc thiết bị gắn liền với vật liệu dễ cháy gần đó. Kiểm tra định kỳ các vật liệu dễ cháy để phát hiện sự mòn hoặc hỏng hóc. Nếu bạn phát hiện bất kỳ vết nứt hoặc tổn hại nào, hãy thay thế chúng ngay lập tức. Khi sử dụng các thiết bị tạo nhiệt như máy mài hoặc máy hàn, đảm bảo rằng vật liệu dễ cháy được đặt xa khỏi nguồn nhiệt để tránh cháy nổ không mong muốn. Phần 4. Không đúng cách vận chuyển. Việc vận chuyển vật liệu và sản phẩm gỗ có thể rất nguy hiểm nếu không thực hiện đúng cách. Chúng ta sẽ thảo luận về cách vận chuyển an toàn, bao gồm việc cố định chặt chẽ, sử dụng phương tiện vận chuyển an toàn và tuân thủ các quy định về vận chuyển của ngành gỗ. Nhớ rằng an toàn luôn là trên hết. Hãy luôn học hỏi và cải thiện quy trình làm việc của bạn để đảm bảo an toàn cho bạn và người khác trong ngành gỗ. Bên dưới phần mô tả video, mình có đính kèm đường dẫn tải về bộ tài liệu an toàn lao động của 32 ngành nghề phổ biến. Đặc biệt là nó hoàn toàn miễn phí nhé.